Kênh Bán Nhà Quận 7 Chính Chủ hôm nay giới thiệu đến cô chú anh chị căn nhà tại hẻm 1982 Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè nha cô chú anh chị. Nhà có diện tích ngang 3, dài 11m, nhà một trệt, một lầu, hai phòng ngủ, hai vệ sinh. Chủ nhà muốn bán cái giá là 2.680.000, còn thương lượng chính chủ nha cô chú anh chị. Nhà có hỗ trợ vay ngân hàng được 1.5 tỷ nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào xem kênh Bán Nhà Quận 7 Chính Chủ chưa đăng ký kênh thì mình đăng ký kênh để theo dõi tiếp theo bất động sản Bán Nhà Quận 7 Chính Chủ nha cô chú anh chị. Em quay trước đường xong mình đưa cô chú anh chị vào bên trong để mình xem bên trong căn nhà của mình. Đây trước đường, đường trước nhà thì được 2.5 mét nha cô chú anh chị. Đây là ngoài 1982 đi vô. 1982 vô. Đây trước nhà. Nhà một lầu anh chị. Đây là nhà. Đó, là một trệt một lầu, có ban công trước ban công sau. Đây mình đưa cho chú anh chị vào bên trong để mình xem bên trong căn nhà. Nhà hướng tây nha cô chú anh chị. Đây là không gian phòng khách. Hướng nam nha. Hướng nam. Hướng nam. Nhà mình hướng nam nha anh chị. Không gian phòng khách thì cũng khá rộng rãi cho cô chú anh chị mình luôn, về mình để xe máy rồi mình ngồi mình sinh hoạt rất là rộng rãi nha cô chú anh chị. Bây giờ tìm đâu ra mà cái căn nhà sổ riêng mà giá 2.680.000. Nhà đồng tên sở hữu bây giờ cũng 2.5 tỷ, 2.8 tỷ rồi. Này là sổ riêng mua bán ký công chứng bao cập nhật sang tên luôn nha cô chú anh chị. Đây không gian sao. Em xin nhắc lại đến cô chú anh chị, nhà ở mặt hẻm 1982 Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà có diện tích ngang 3, dài 11m. Nhà một trệt, một lầu, hai phòng ngủ, hai vệ sinh. Nhà mình có ban công trước, ban công sau chú anh chị. Chủ nhà muốn bán giá là 2.680.000, còn thương lượng chính chủ. Nhà thì sổ hồng riêng. Chủ nhà có hỗ trợ vay ngân hàng 1.5 tỷ nha cô chú anh chị. Mua bán bao cập nhật sang tên nha. Cô chú anh chị nào xem kênh Bán Nhà Quận 7 Chính Chủ chưa đăng ký kênh thì mình đăng ký kênh để theo dõi tiếp theo bất động sản Bán Nhà Quận 7 Chính Chủ nha cô chú anh chị. Ở dưới thì chủ nhà trang bị là sẵn cho mình lớp đá hoa cương. Ở dưới đây nữa là học tủ bếp. Trên thì kệ bếp nha cô chú anh chị. Bên đây thì có bàn ăn luôn nè. Cuối nhà thì nhà vệ sinh đây. Cuối nhà đây là nhà vệ sinh của tầng trệt nha cô chú anh chị. Chỗ này thì mình có cái cửa sổ mình mở ra rất thoáng nha cô chú anh chị. Mở ra rất thoáng. Cô chú anh chị nào xem kênh Bán Nhà Quận 7 Chính Chủ chưa đăng ký kênh thì mình đăng ký kênh để theo dõi tiếp theo bất động sản Bán Nhà Quận 7 Chính Chủ. Cô chú anh chị chưa có nhu cầu mua thì mình cứ xem căn nào là ưng ý thì cứ liên hệ cho em sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị qua để mình xem nhà nha cô chú anh chị. Ở đây không gian phòng khách rất là rộng rãi nè, phòng khách nè. Nhà thì sổ hồng riêng, mua bán chủ nhà hỗ trợ vay 1.5 tỷ luôn. Em đưa cô chú anh chị mình lên trên lầu để mình xem bên trên căn lầu 1 nhà mình nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị muốn đi xem nhà liên hệ qua cho em số điện thoại là 0913781712. Em sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị qua để mình xem nhà. Đi lên cầu thang thì chủ nhà đã bị rất là đẹp. Đây có cái cửa lam để cho giống như mình cửa sổ trời của chú anh chị để mình làm cái thoáng ra ngoài. Chỗ này chủ nhà trang trí cây xanh rất là thoáng mát. Đây là nhà vệ sinh của lầu 1. Đây là phòng ngủ sao. Nhà lầu 1 được hai phòng ngủ, một vệ sinh như chú chị. Cuối nhà thì cái ban công. Ở chỗ này thì mình để máy giặt ở đây. Rồi mình phơi đồ ở đây nha cô chú chị, giặt xong mình phơi đồ ở đây. Đó, ở sau nhà.
Em xin nhắc lại đến cô chú anh chị, nhà sổ hồng riêng hẻm 1982 Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà diện tích ngang 3, dài 11m, nhà một trệt, một lầu, 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán cái giá là 2.680.000, còn thương lượng chính chủ. Nhà thì sổ hồng riêng, chủ nhà có hỗ trợ vay ngân hàng 1.5 tỷ luôn nha cô chú anh chị. Mua bán chủ nhà bao cập nhật sang tên cho cô chú anh chị luôn. Nhà hướng chính là hướng nam nha cô chú anh chị. Lầu ở phòng ở trước thì full nội thất nè. Chủ nhà trang bị sẵn cho mình giường ngủ, tủ kệ trang điểm rồi. Đây là rèm cửa có sẵn luôn. Đây là ban công của bên lầu 1. Đây là trước. Hẻm trước nhà được 2.5 m. Em quay cận kệ cho cô chú anh chị mình xem. Đó, không gian chỗ này rèm cửa có cửa sổ luôn. Em xin nhắc lại đến cô chú anh chị, nhà hẻm 1982 Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà mình cách chợ Phú Xuân nó chưa được 5 phút nha cô chú anh chị. Vô Phú Mỹ Hưng là 10 phút, đi vô trung tâm quận 1 tầm 20 phút. Đó, nhà có diện tích ngang 3, dài 11m, nhà một trệt, một lầu, 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán cái giá là 2.680.000, còn thương lượng chính chủ. Nhà thì sổ hồng riêng, chủ nhà có hỗ trợ vay ngân hàng 1.5 tỷ nha cô chú anh chị. Em cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã xem cái kênh bán nhà 7 chính chủ nha cô chú anh chị.